được mỗi chụp ảnh nữa. Hay sao các bác, em lại view tiếp cho các bác cái mẫu bếp từ Dương các bác nhá. Con này Yamen đây. Nó cực kỳ đẹp luôn. Hai bếp to. Hai bếp to các bác nhá. Đây, hai bếp to này các bác. Rất là đẹp. Đây các bác nhìn chưa? Khá là mới luôn. Đây, sử dụng rất đơn giản thôi. Đây mình chỉ cần ấn nút này này, ấn nút dưới này các bác nhá. Này đã lên rồi này. Con này là em bật trước. Ờ đấy, ấn vào nút đây giữ 2 giây. Ok nhá. Ấn đây sử dụng luôn. Nó hiện này, 56 này, 4321 đây đây. Tăng giảm đây, cảm ứng này. Đấy, tất cả chức năng đều ok hiện giờ này. Này có nhá. Nó chung chạy khá ngoan luôn, các bạn. Đây con bếp này, đẹp lắm, hai công suất 1400 nhá. Lòng nồi khá là rộng, lòng nồi nó bao nhiêu phân đấy em có thương? 26 phân à? Lòng nồi 26 phân các bác nhá. Đấy, em sẽ view cho các khoảng mấy con, 2-3 con đi. Đấy, chạy ok luôn các bác nhá. Ok, đây này. Đã sôi các bạn. Đã sôi. Cái chung con này mà để dùng lẩu nướng thì khá là ngon luôn. Đấy. Tất cả chức năng đều ok nhá. Em sẽ test sang bếp bên này. Đây, khá là ngon luôn. Chạy cực tít luôn. Các bạn. Chạy cực tít luôn, hai bên lòng này. Đấy các bác nhá. Con bếp này cực kỳ đẹp đây, hai bên lòng đều 26 phân. Rất rộng. Lòng trong là 24, 26 đây, lòng trong 24 đâu nhá. Đấy. Nước quạt đẹp như này mà nó công suất nó cũng lớn như này. Em bán cho bác giá 1,7 triệu các bác nhá. 1,7 triệu. Đấy. Đây cho các bác xem. Đấy. 1,7 triệu các bác nhá. Chạy ngon lành cành đào. Test chạy ok. Tí em sẽ view hai mẫu đi. Đằng nào không mất công view, em view hai mẫu cho các bác xem. Cái mẫu thì nó rẻ hơn một xíu. Đây xô ok các bác nhé. Đấy. Chức năng chạy ok. Đây hướng dẫn lại các bác này. Ấn vào đây này. Ấn vào đây là tắt nhá. Giữ 2 giây. Đây, để mở các bác nhé. Đấy rất là dễ sử dụng các bác. Rất dễ sử dụng luôn. Đấy, một con bếp Dương với giá chỉ có hơn 1 triệu. Nói chung giá cả rất là hợp lý, dùng cho lẩu rồi dùng cho xào lấu đun linh tết thế này mà ăn lẩu bếp này, hai bếp ngồi hai bên thì quá đẳng cấp luôn các bạn. Giá chỉ 1,7 triệu thôi, em bán tại nhà, hàng siêu đẹp luôn, hàng siêu đẹp luôn các bạn nhá. 1,7 triệu bếp Dương. Đấy, một con thứ nhất. Con thứ hai đây. Thứ hai thì giờ em lau chùi cho các bác. Đấy. Con này khá là đẹp. Nó về nó bẩn đấy mà. Các bác về tự lau chùi nhá. Mà con này nó sử dụng điện 100V đấy. Các bác về nhớ nhà dùng điện 100V nhá. Nó là hàng bãi Nhật. Không để dùng điện 200V là hỏng hết. Nói chung là cực kỳ tiết kiệm điện mà tính an toàn rất cao. Đấy, nét nè. Lòng sau bóng nhảy. Nói chung mới lại đời cao. Toàn 20 mấy. Đấy rất cao. Tầm giá rẻ hơn đây. Con này tầm giá rẻ hơn đây. Giữ 2 giây các bác nhé. Đấy giữ 2 giây. Đây ấn vào đâu. Sôi cực kỳ nhanh luôn. Con này tầm giá rẻ hơn các bác nhé. Đấy cực đẹp. Còn con nào nó không kìa. Con này sử dụng khác biệt hơn một tí. Một lòng 20.
một lòng 26 các bác nhé. Một lòng 20, một lòng 26. Đấy, con kia thì hai bên là đều lòng 26. Đấy. Xùi gấu luôn. Nhận giờ này. Đây, tất cả các phím đều ok. Đấy, các bác nhé. Con này điều chỉnh nhiệt độ 200 độ C. Đấy, một bên bếp này ok các bác nhé. Mình nhấc nồi lên nó báo lỗi ngay. Đây, rất là an toàn. Nhấc nồi báo lỗi E1 ngay các bác nhé. Rồi, nhấc nồi lên báo lỗi ngay. Đấy, các bác nhé. Nhấc nồi phát báo lỗi ngay. Nên các bác cứ hoàn toàn sử dụng luôn. Nên rất là yên tâm. Không có bếp thì không dùng được. Không sợ tốn điện. Như con hàng bãi này nó cực kỳ tiết điện, tiết kiệm điện luôn. Vì sử dụng điện có 100V thôi. Đấy. Các bác nhé. Như con này em bán cho bác có giá 1.600.000. Con kia 1.700.000, con em 1.600.000. Con này hai bên lòng, một lòng 26, một lòng 20. Con kia hai lòng đều 26 hết. Các bác nhé. Đấy. Thế con này giá thấp hơn 100.000. Đấy, các bác cần inbox cho em cho số điện thoại đây. Số điện thoại của em ghi đây đâu đây. Đây số điện thoại đây các bác nhá. Đấy. Bác chốt đơn liên hệ em số điện thoại này. Con này cũng đã xôi ok rồi các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đây các bác nhá, chốt đơn nhá. Đấy số điện thoại đây các bác nhá. Các bác cần liên hệ với em. Đấy, hàng tất cả đều chạy ok. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, em view sương sương hai con vậy. Không cần phải mã nữa các bác nhá. Đấy, không phải mã miếc gì nữa. Nha. Xôi ok. Xôi bốc hơi hết rồi các bác nhá. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác. Rất mong các bác ủng hộ. Các bác thấy video hay cho em một lượt thích, một lượt chia sẻ. Các bác nào mới xem video thì cho em một lượt đăng ký các bác nhá. Rồi, chúc buổi trưa các bác thật là vui vẻ các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác.